Hôm nay thì cô giới thiệu cái bài Le Bon Non Possessive, đại từ sở hữu. Hồi giờ đó là các em có học tính từ sở hữu rồi, mấy cái chữ mà mon ton son ma ta sa notre votre le với lại là mtc, nó là tính từ. Mtc novo le, mấy cái đó tính từ sở hữu. Còn đại từ tức là ta dùng đại từ là để thay cho một từ đã nói rồi mà không nói lại nữa. Ở đây cô chia làm hai phần. Chủ sở hữu là số ít à. Ví dụ như là première personne, tức là người tôi nè, bạn nè, các anh chị ấy. Còn sang số nhiều, pluriel, tôi có chúng tôi, quý vị và các anh chị ấy, các ông bà ấy. Dịch từng chữ ra thì nó không có ý nghĩa gì lắm. Le mien, cái của tôi. La mien là cái của tôi. Tuy nhiên cái này đi với từ giống đực, cái này là dành cho từ giống cái. Le mien, những cái của tôi, dành cho từ giống đực. Mà le mien là những cái của tôi, dành cho từ giống cái. Như vậy là cái khả năng cho cái ngôi tôi đó, thì ta có bốn cái từ này để chọn lựa. Nó nhiều hơn một tí so với adjective possessive. Đối với ngôi chủ sở hữu là tuy đó, bạn đó. Ngôi thứ hai, le chien, la chien, le chien, le chien thì cũng ý nghĩa vậy đó. Cái của bạn cũng là cái của bạn, nhưng mà giống đực, đây giống cái. Những cái của bạn, những cái của bạn, đây giống đực, đây giống cái. Le sien, la sien, le sien, le sien, cái của anh ấy, của chị ấy, giống đực. La sien cũng là của anh ấy, của chị ấy, mà giống cái. Le sien, những của anh ấy, chị ấy, những mà của anh ấy, chị ấy, nhưng giống đực, giống cái. Còn sang chủ sở hữu là chúng tôi. Tôi có le notre, la notre, cái của chúng tôi. Le dành cho từ giống đực, mà la dành cho từ giống cái. Le notre, những cái của chúng tôi. Từ giống đực giống cái gì đều dùng chung được hết. Ngôi thứ hai, quý vị, ta có là le votre, một món đồ mà của quý vị đó, đồ giống đực. La votre thì đồ giống cái. Le votre, những món đồ của quý vị. Le, le le, la le, của ông bà ấy, hay là của các anh ông bà ấy. Nhưng mà đây le le, từ giống đực, la le là từ giống cái. Và le le, những món đồ của những ông bà ấy. Ví dụ như đây cô nói là c'est ma chambre, c'est la mienne, đó là cái phòng ngủ của tôi, đó là cái của tôi. La mienne, cô lấy la mienne vì chữ chambre là giống cái. Elle est à moi, nó là thuộc về tôi. C'est leur voiture, đó là xe hơi của mấy anh chị ấy. C'est la leur, elle est à eux. Sau chữ à đây ta để pronom tonic đó, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Cô sẽ có một bài tập về cái chỗ này.